quý vị, ngày nay, nhiều văn phòng làm việc đã trang bị máy pha cà phê văn phòng để nhân viên có thể tự pha và thưởng thức cà phê tại chỗ trong những giờ giải lao. Từ đó lấy lại tinh thần và năng lượng để làm việc mà không cần phải đi đâu xa. Vậy máy pha cà phê văn phòng loại nào tốt? Hãy cùng theo dõi những gợi ý ngay sau đây của chúng tôi. Để pha được một ly cà phê thơm ngon đúng điệu thì không thể thiếu đi những chiếc máy pha cà phê như thế này. Đối với dân văn phòng như chị Hạnh, dù không phải là một nhân viên pha chế chuyên nghiệp, nhưng hàng ngày chị vẫn luôn có cho mình những tách cà phê hoàn hảo nhờ vào máy pha cà phê Espresso Italy đến từ công ty cổ phần gia dụng Winsy. Đối với những tín đồ của cà phê như mình, thực sự là không thể thiếu đi được chiếc máy pha cà phê tự động Espresso Italy. Máy rất là tiện lợi, dễ dùng với nhiều tính năng như là pha cà phê espresso, cà phê truyền thống, cà phê có sữa, cà phê bọt, latte. Hương vị thì thơm ngon hấp dẫn, không kém gì ngoài hàng. Máy pha cà phê Espresso Italy được thiết kế nhỏ gọn với áp suất nén lên tới 15 bar, màn hình cảm ứng tối giản thông minh, dễ dàng sử dụng, mặc lọc thép không gỉ, giúp đảm bảo tiêu chí an toàn cho sức khỏe người dùng. Các linh kiện của máy được nhập khẩu chính hãng từ Italia cho hiệu suất vượt trội. Hệ thống vòi tạo bọt sữa thông minh bằng inox 304 không gỉ. Hơn hết, máy còn được thiết kế với khay nước dễ dàng tháo rời, phao nổi dưới đáy tự động ngắt nếu nước tràn ra, rất đảm bảo vệ sinh. Máy pha cà phê Espresso Italy cũng đang trở thành trợ thủ đắc lực số 1 đối với các hộ gia đình và quán cà phê chuyên nghiệp, giúp mang đến những ly cà phê thơm ngon, nóng hổi mà không tốn nhiều thời gian chờ đợi.